Em xin chào cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Hôm nay thì em theo mấy anh em đi ra biển đi đánh lưới. Giờ em quay cho cô chú anh chị mình xem mấy cảnh mấy anh em đi kéo lưới nha. Này, ra lưới thì mình giăng hồi tối khoảng 7-8 giờ, giờ rồi mình khoảng 3 giờ rồi. Mình mới kéo lưới rồi bắt đầu mình gỡ cá thì mới vô đất liền bán cả nhà. Này thì hiện tại em đang quay cảnh này mấy anh em đi đánh lưới ở vùng biển mũi Cà Mau nha. Mình giăng lưới mực đó cả nha. Lưới mực với lưới mực với cá nha. Đây cũng là lần đầu em trải nghiệm theo mấy anh em đi ra biển đi đánh bắt cá đây. Cạnh kéo lưới cá nó dính gì cũng ham lắm cả nhà. Lâu nay em chỉ có bắt cá vuông thôi mà bữa hôm nay mới chính thức đi bắt cá biển nha. Cá bự. Tâm tích ra anh. Cái con đó kêu bằng con gì anh? Anh con anh năm cầm cầm. Sao biển là con đó đó anh. Ủa cái con đó mình không ăn được anh. Mình chưa thấy mực sao ta? Mực nhiều lắm chứ. Hả? Nhiều lắm đó. À, cái đó là dính mực. Có mực ống hả anh? Mực nang á. Mực nang hả? À, con mực nó gom vô tùng vậy đó cả nhà. Đó. Mực vô nhà mình mới gỡ mới lựa sao ha. Bỏ 1.000 thước lưới đó nha, tới 1.000 thước lưới nha.
Ôi có con mực với vỏ nó mượt quá. Ồ dính cá nâu luôn kìa. Ồ cá nâu cũng quay luôn. Cá phèn với cá chét nó cũng ná ná nhau ha anh. Nó giống nhau mà cá phèn tại vì nó đóng phèn nó vàng nè, nó kêu nó phèn. Với cây gầu đó hình như em thấy hơi dài hơn á. Dạ năm không dài thôi. Mà nó hơi màu vàng. Đó con chú anh chị mình xem mực dính rất là nhiều nha. Đó. Ông anh em đang gỡ mực á. Mực đông quá bự ơi. Trời ơi mực đông bự quá. Ôi đó con cá nâu. Cá nâu hết biết cá nâu là chèn rồi nha. Cô chú anh chị mình để ý là ngay cái tùng lưới ngay chính giữa là nó hay dính mực nha. Đó đó, mực nhóc hết trơn. Ôi con sú quá xá bự luôn. Sú tùm tích. Biển thì bắt rất là nhiều loại hải sản khác nhau nha cả nhà, đủ loại hết. Ôi ôi đây cả nhà ơi coi mực nè, đó mực. Ôi ôi thấy hàm quá luôn. Cái lưới này mực đi vô cỡ này đây. Là mấy anh em gỡ trước được nhiều thì nhiều rồi về nhà rồi mình gỡ tiếp nữa nha. Em không có để ý mấy con ngoé ngoài này. Ui là mèn đây cả nhà mình xem cái trắng trắng đó là hầu như là con mực không ạ. Đó. Vô lưới cỡ đó đó.
bữa nay là thấy như vậy là thấy gấp gạo chưa anh Năm?
ngang đấy anh. Tính ra con mực nó vô tùng lưới, hứng vô tùng lưới không chứ nó đâu có mắc cái gì đâu ha anh. Nó không mắc gì chứ, nó chỉ tắp vô nó dựa vô. Nó lọt ra hả? Mực nè, dễ bắt.
lưới ngay chính giữa nè, hai anh kéo hai đầu về chính giữa đó là mực, cái trắng trắng là mực không nha. Mực này đủ loại hết nha, mực nang, mực ống. Trời ơi, con cá nâu. Vô cái miếng gì quá bự rồi. Cái ghế ngồi vậy hả anh? Cái bà lớn. Cỡ đó đó hả? Cái cỡ đó hay gì anh? Đứng là mực nó, nó xịt mực chứ. Ở giữa lấy áo thùng rồi đó. Ông thua ngặt quá rồi, để áo thùng cái gì anh?
giờ mình thăm chắc chưa được phân nửa vàng lưới đâu anh, nửa vàng nữa ha. Nó chạy như vậy gọi là trúng chưa anh? Chưa hả? Gọi là trung bình thôi mà nó còn cỡ này nữa ha. Trúng chắc thấy mê dữ trời nữa. Thank you.
như em ngồi đây nè, là em nhìn dưới cái lưới đang kéo dưới nước thì thấy mực trắng hết trơn, mà kéo lên đây nó vô tùng là không thấy nhiều. Nó gom lại, nó gom vô tùng. Vô có lưỡi câu mực luôn anh. Trời ơi, lưỡi câu mực chùm câu. Cái này chắc con mực người ta câu, cái nó ăn đứt lưỡi là nó lôi vô đây. Vậy là coi chừng con mực đó đã nó kéo một chút xíu là dính rồi đó. Anh kéo vô cái lưỡi con mực chỗ tay anh đến tính này. Kéo lại bỏ lại. Mày chồm ra mày lấy cái dao tao tiếng cái này bỏ. Vô tùng hết anh.
ở trên đây thì nhìn thấy không không bao nhiêu, vì nó gom vô tùng á. Vô tùng là tại được mấy con ăn liền thôi. À. Nãy mới đầu kéo lên nha. Kéo lên em còn chưa phát hiện mực nữa. Thank you.
lưới này với đáy mực cái nào nó chạy mạnh hơn anh? Đáy mạnh hơn anh. Nếu như đáy nó ngay luồn thì đáy nó chạy mạnh hơn này, còn nếu ngay ngay luồn thì nó chạy mạnh hơn đấy. Không, mà nếu mà cái này nó ngay luồn đấy là không lại đâu. Không lại đâu. Đấy, ta bắt từ trên mặt nước tới với đất của con này bắt luồn chừng đó mà. Ừ. Rồi, rồi, nước này ngay luồn là vẫn nổi, không có được chừng lên đó. Đấy, tô, mẹ, đấy, nó hớt hớt. Con hợp này ta nói gì mình không à. Không có liên quan tới là con vua kẻ. À, thật. Hai giờ là bình thường à, mà em thức đó bữa nay nữa ba đêm á. Nãy nó mòn mỏi quá mới ngủ á. Cho nên trứng nước à anh.
dài nữa mới nửa lưới anh. Thank you.
Ê, bình thường đi, đâu có gì đâu. Vui mà. Mà mình chạy ra tới chỗ kia buộc dây cái con tay chỉ gì đó, chỉ có cái đầu gà 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 gà. Tôi đổ hình nè. Mà thôi, chịu, 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 ch
như vậy mình đánh trọng lượng khoảng bao nhiêu anh, bao nhiêu ký? Dạ 40-50 ký hả? Mực cá rồi luôn hả anh? Mực không hả? Là chuyến này cũng cả chục triệu hả anh? Cỡ 6-7 triệu. Mực, ít cá, mấy anh em liêu ghiêu trên đoạn đường về.